Thưa quý vị, trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thời gian qua, hàng trăm tình nguyện viên là giáo viên, sinh viên, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện góp sức vào cuộc chiến phòng chống dịch bệnh, sẵn sàng tham gia và không ngại mọi khó khăn nguy hiểm. Đặc biệt, trong thời điểm tỉnh Kiên Giang đang triển khai xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, thì lực lượng tình nguyện sẵn sàng đóng góp công sức cho công tác này. Để đảm bảo công tác xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh đúng theo kế hoạch đề ra, tỉnh Kiên Giang đã huy động toàn bộ lực lượng nhân viên, cán bộ y tế, kể cả nhân viên y tế của các cơ sở y tế ngoài công lập và lực lượng sinh viên ngành y vừa tốt nghiệp tham gia chiến dịch. Với chuyên môn đang được học trên ghế nhà trường, nhiều sinh viên trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang đã tích cực đăng ký tham gia tình nguyện vào đội hình lấy mẫu lần này. Ngoài ra, lực lượng giảng viên của nhà trường cũng tích cực tham gia với tổng số trên 50 giảng viên và sinh viên. Thì các em là được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức cũng như là được tập huấn rất là kỹ. Các em cũng tự nguyện viết đơn tình nguyện để tham gia trong cái suốt cái mùa dịch khi có yêu cầu. Và các em cũng đã vượt qua mọi khó khăn trong cái đợt giãn cách này để tham gia cùng với đoàn. Đây là một điều rất đáng trân trọng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, nhiều tăng ni trẻ đã tình nguyện đăng ký tham gia vào chiến dịch xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Trong đợt này, nhóm tình nguyện viên Phật giáo tham gia vào các đội hình lấy mẫu để hỗ trợ ghi chép và một số nhiệm vụ cần thiết khác. Phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang rất là hân hoan phấn khởi được tham gia cùng với đoàn sàng lọc gồm có 20 vị tu sĩ trẻ của Phật giáo, gồm các cái thành phần trong ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các vị trụ trì trẻ tiêu biểu trong địa bàn của thành phố Gạch Giá. Với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã ra lời kêu gọi hội viên thanh niên toàn tỉnh tình nguyện đăng ký tham gia vào các đội hình phòng chống dịch COVID-19 như lấy mẫu xét nghiệm, nhập liệu để truy vết F0, F1. Tuyên truyền hỗ trợ lực lượng trực tại các chốt phòng chống dịch của tỉnh, tại các khu phong tỏa, khu cách ly trên địa bàn tỉnh. Qua lời kêu gọi, đã có trên 500 hội viên thanh niên từ các địa phương, các trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học trong toàn tỉnh đã đăng ký tình nguyện tham gia phòng chống dịch COVID-19. Thấy lực lượng mình cũng còn bị thiếu người á chị, nên em đã đăng ký vô để hỗ trợ mọi người. Giống như mình đang đóng góp cho cộng đồng với giúp mọi người thôi. Mấy anh chị em này thì nói chung là nhiệt quyết lắm, làm thì không kể ngày và đêm. Nói chung là cần việc gì thì cứ để ra giúp hết. Ví dụ như là cần trực chốt thì các anh em vẫn xung phong trực chốt. Cần đi giao những món quà của những nhà tài trợ đến từng hộ dân, những người dân khó khăn, nghèo nè, đều sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi tình nguyện viên đều được phân công những nhiệm vụ khác nhau, mặc dù phải đối diện nhiều hiểm nguy, nhưng những tình nguyện viên vẫn ngày đêm song pha cùng tuyến đầu chống dịch với mong muốn góp chút sức lực của mình sẽ góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh.